Mến chào các em học sinh, chào mừng các em học sinh đã đến với lớp học trực tuyến do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú tổ chức. Thầy tên Trần Tiến Đức Trường, là giáo viên toán của trường Trung học cơ sở Đồng Khởi, quận Tân Phú. Rất vui mừng vì ngày hôm nay thầy được đồng hành cùng với các em để chúng ta cùng nghiên cứu một chủ đề thứ hai trong chương 3 phân số của chương trình toán học lớp 6. Đó chính là chủ đề tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số. Bài học ngày hôm nay của chúng ta gồm 4 phần cơ bản. Phần A là tính chất cơ bản của phân số, phần B rút gọn phân số, phần C luyện tập và phần D là dặn dò về nhà. Nhưng cũng như thường lệ, trước khi vào bài học mới, chúng ta cần nhắc lại một số kiến thức cũ để áp dụng dễ dàng hơn. Chúng ta đã biết ở tiết học trước, hai phân số A phần B và C phần D gọi là bằng nhau nếu chúng có hai tích chéo là A nhân D bằng B nhân C. Vậy các em hãy dựa vào định nghĩa trên để giải thích vì sao các cặp phân số này bằng nhau. A trừ 4 phần 5 bằng trừ 16 phần 20. B trừ 17 phần 23 bằng 1717 phần âm 2323. Ở câu A, chúng ta thấy rằng trừ 4 phần 5 bằng trừ 16 phần 20 bởi vì hai tích chéo của chúng là trừ 4 nhân 20 thì bằng 5 nhân trừ 16 vì cùng bằng trừ 80. Ở câu B, chúng ta thấy phân số trừ 17 phần 23 bằng 1717 phần âm 2323 bởi vì hai tích chéo của chúng là trừ 17 nhân âm 2323 thì bằng 23 nhân 1717 vì cùng bằng 39.491. Chúng ta nhận thấy ở câu A, tích dễ tính bởi vì số tương đối nhỏ. Ở câu B, tích khó tính bởi vì số quá lớn. Vậy ngoài định nghĩa hai phân số bằng nhau, chúng ta còn có cách nào khác để chứng minh hai phân số bằng nhau mà không dựa vào tích? Để trả lời câu hỏi đó, thì thầy mời các em đến với bài học ngày hôm nay. Đó là phần A, tính chất cơ bản của phân số. Các em quan sát phân số trừ 4 phần 5 và phân số trừ 16 phần 20. Chúng ta quan sát từ trái qua phải, chúng ta nhận thấy rằng nếu chúng ta nhân trừ 4 cho số 4 thì chúng ta sẽ có trừ 16. Tương tự như vậy ở mẫu, nếu chúng ta nhân 5 cho 4 thì chúng ta sẽ được số 20. Vậy nói tóm lại, chúng ta vừa mới nhân tử và mẫu của phân số trừ 4 phần 5 cho cùng với số 4 và chúng ta được phân số trừ 16 phần 20 bằng với phân số đã cho. Vậy trong trường hợp tổng quát, nếu chúng ta nhân cả tử và mẫu của phân số A phần B với một số nguyên m, thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Và trong trường hợp này các em lưu ý, m phải là một số nguyên khác không. Cũng với phân số trừ 4 phần 5 bằng trừ 16 phần 20. Nhưng bây giờ chúng ta quan sát từ phải qua trái. Chúng ta thấy rằng khi chúng ta lấy trừ 16 chia 4, chúng ta sẽ được trừ 4. Và tương tự như vậy, ở mẫu, khi chúng ta lấy 20 chia 4, chúng ta sẽ được 5. Và chúng ta nhận thấy 4 chính là một ước chung của trừ 16 và 20. Vậy thì chúng ta vừa lấy tử và mẫu của phân số trừ 16 phần 20 chia cho ước chung 4 của chúng để được phân số trừ 4 phần 5 bằng phân số đã cho. Vậy trong trường hợp tổng quát, nếu ta lấy cả tử và mẫu của phân số A phần B chia cho ước chung n của chúng thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Đây cũng chính là hai công thức của tính chất cơ bản phân số. Và hai công thức này được phát biểu bằng lời như sau. Nếu ta nhân cả tử và mẫu của cùng một phân số với một số nguyên khác không thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho. Các em lưu ý, chúng ta cần nhân cả tử và mẫu và với một số nguyên khác không. Đồng thời, nếu chúng ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Các em cũng lưu ý, chúng ta cần chia cả tử và mẫu cho cùng một ước chung của chúng. Vậy chúng ta hãy đến phần củng cố để khẳng định lại tính chất chúng ta vừa học.
Bài số 1. Điền số thích hợp vào ô vuông. Chúng ta quan sát, chúng ta thấy ở câu A này, chúng ta có thể áp dụng ngay tính chất cơ bản chúng ta vừa học. Bằng cách lấy tử và mẫu của phân số trừ 4 phần 5, chúng ta nhân thêm cùng một số 3. Vậy chúng ta sẽ được phân số trừ 12 phần 15. Ở câu B, tương tự như vậy, chúng ta thấy nếu chúng ta lấy tử và mẫu của phân số trừ 16 phần 24, chia cùng cho ước chung là 8 của chúng, thì chúng ta sẽ được phân số trừ 2 phần 3. Nhưng ở câu C, đề bài cho mẫu nhân 12 nhưng không cho tử này nhân bao nhiêu. Vậy thì dựa vào tính chất cơ bản, chúng ta nhân mẫu cho 12 thì tử chúng ta cũng sẽ nhân cho 12. Và chúng ta đã lấy tử và mẫu của phân số trừ 3 phần 4 nhân cùng với số 12 để chúng ta được phân số trừ 36 phần 48. Và ở câu D, đề bài lại không cho tử và mẫu cùng chia hết cho mấy. Nhưng các em quan sát, tử của phân số thứ nhất là 12 và tử của phân số thứ hai là trừ 6. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng 12 chia trừ 2 thì bằng trừ 6. Vậy ở trên tử chúng ta đã chia cho trừ 2, thì ở dưới mẫu chắc chắn chúng ta cũng chia cho trừ 2. Và chúng ta sẽ tìm được mẫu của phân số thứ nhất là trừ 16. Vậy chúng ta đã lấy 10 tử và mẫu của phân số 12 phần trừ 16 chia cho cùng ước chung là trừ 2 để được phân số trừ 6 phần 8. Chúng ta quan sát hai kết quả ở câu C và câu D. Ở câu C, chúng ta có phân số trừ 3 phần 4 bằng phân số trừ 36 phần 48. Và ở câu D, chúng ta có 12 phần trừ 16 thì bằng phân số trừ 6 phần 8. Vậy chúng ta nhận thấy rằng ta sẽ có phân số trừ 36 phần 48 thì bằng phân số 12 phần trừ 16. Bởi vì chúng ta đã lấy tử và mẫu của phân số trừ 36 phần 18 chia cho trừ 3 để được phân số 12 phần trừ 16. Vậy với cách làm tương tự, chúng ta có thể tìm được rất nhiều phân số bằng 4 phân số này. Và từ đó, chúng ta có những lưu ý sau đây. Lưu ý thứ nhất, mỗi phân số có vô số phân số bằng với nó. Lưu ý thứ hai, các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một phân số mà người ta gọi đó là số hữu tỉ. Và số hữu tỉ các em sẽ được học sâu hơn ở phần toán học lớp 7 học kỳ 1. Chúng ta tiếp theo đến với bài số 2. Viết các phân số sau đây thành một phân số bằng với nó và có mẫu dương. A. 2 phần trừ 3, B. trừ 4 phần trừ 10, C. A phần B, với AB là những số nguyên và B khác và bé hơn 0. Ở câu A chúng ta nhận thấy phân số 2 phần trừ 3 có mẫu là một số nguyên âm. Vậy chúng ta muốn biến đổi thành một số nguyên dương thì chúng ta sẽ nhân tử và mẫu của phân số này cho cùng một số nguyên âm. Vậy chúng ta nhân tử và mẫu của phân số 2 phần trừ 3 cho cùng với số trừ 1 để được phân số trừ 2 phần 3. Chúng ta có thể làm hoàn toàn tương tự bằng cách nhân tử và mẫu của phân số 2 phần trừ 3 với một số nguyên khác. Chẳng hạn như chúng ta lấy tử và mẫu của phân số 2 phần trừ 3 nhân với trừ 2 để được phân số trừ 4 phần 6 bằng với phân số đã cho và có mẫu là một số nguyên dương. Tiếp theo chúng ta đến với câu B. Chúng ta nhận thấy rằng ở câu B này, mẫu cũng là một số nguyên âm. Vậy chúng ta sẽ nhân tử và mẫu của phân số đã cho với một số nguyên âm. Và thầy chọn là trừ 1, bởi vì nhân cho trừ 1 là dễ dàng nhất. Thì chúng ta sẽ được phân số 4 phần 10 bằng phân số đã cho và có mẫu là số nguyên dương. Hoặc chúng ta cũng có thể lấy tử và mẫu của phân số này chia cho cùng một số nguyên âm. Và chúng ta nhận thấy trừ 2 là ước chung của trừ 4 với trừ 10. Vậy chúng ta sẽ lấy tử và mẫu của phân số trừ 4 phần trừ 10 chia cho trừ 2 để được phân số 2 phần 5 bằng phân số đã cho và cũng có mẫu là một số nguyên dương. Và chúng ta tiếp theo chúng ta đến với câu C. Với phân số A phần B của đề bài cho thì chúng ta sẽ lấy tử và mẫu của phân số A phần B nhân cho trừ 1
để được phân số trừ a phần trừ b. Vậy phân số trừ a phần trừ b này có thỏa mãn yêu cầu của đề bài hay không? Chúng ta hãy cùng quan sát. Chúng ta thấy đề bài cho b là một số nguyên âm. Vậy trừ b của chúng ta là số đối của b, và số đối của một số nguyên âm thì là một số nguyên dương. Vậy phân số trừ a phần trừ b đã thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Quay trở lại ví dụ ở phần bài cũ. Ở ví dụ phần bài cũ, chúng ta đã khẳng định hai phân số trừ 17 phần 23 thì bằng phân số 1717 phần âm 2323, bởi vì chúng có hai tích chéo bằng nhau. Tuy nhiên chúng ta đã nói cách làm này rất khó khăn bởi vì tích quá lớn. Vậy ngoài cách làm này, chúng ta hãy sử dụng tính chất cơ bản của hai phân số bằng nhau chúng ta vừa học để chúng ta chứng minh được hai phân số này bằng nhau. Chúng ta đã biết được rằng 17 nhân cho 101 thì sẽ bằng 1717. Kiến thức này chúng ta đã được học ở học kỳ 1. Vậy thì từ phân số trừ 17 phần 23, chúng ta nhân cả tử và mẫu của phân số này cho âm 101, chúng ta sẽ có được phân số 1717 phần âm 2323 bằng với phân số đã cho. Hoặc các em cũng có thể làm tương tự, các em lấy một phân số 1717 phần âm 2323, chia tử và mẫu của phân số này cho âm 101, chúng ta cũng sẽ được một phân số trừ 17 phần 23. Vậy tóm lại chúng ta thấy, nếu chúng ta sử dụng tính chất cơ bản của phân số để chứng minh hai phân số bằng nhau, đối với những trường hợp số lớn thì sẽ rất dễ dàng so với việc kiểm tra tích chéo của chúng. Sau phần 1, chúng ta sẽ qua phần 2 là rút gọn phân số. Một cách rút gọn phân số, chúng ta hãy cùng xét ví dụ, xét phân số 28 phần 42. Chúng ta nhận thấy rằng 2 là một ước chung của 28 và 42. Vậy chúng ta lấy tử và mẫu của phân số 28 phần 42 cùng chia cho 2 để được phân số 14 phần 21 bằng với phân số đã cho và đơn giản hơn. Chúng ta lại nhận thấy 7 cũng là một ước chung của 14 và 21. Vậy chúng ta lấy phân số 14 phần 21 cùng chia cho 7, chúng ta sẽ được phân số 2 phần 3 bằng phân số đã cho và đơn giản hơn. Hoặc nếu bạn nào nhanh hơn, chúng ta lại nhận thấy 14 cũng là ước chung của 28 và 42. Vậy chúng ta lấy tử và mẫu của phân số 28 phần 42 chia cho 14 để được phân số 2 phần 3. Vậy nói tóm lại, rút gọn phân số là tìm một phân số mới bằng phân số đã cho nhưng đơn giản hơn, bằng cách chúng ta chia tử và mẫu cho cùng một ước chung của chúng. Chúng ta sẽ đến với ví dụ 2, rút gọn phân số trừ 4 phần 8. Chúng ta nhận thấy rằng 4 là một ước chung của trừ 4 và 8. Vậy chúng ta đem tử và mẫu của phân số trừ 4 phần 8 chia cho 4, chúng ta sẽ được phân số trừ 1 phần 2. Vậy tóm lại, để rút gọn phân số, ta chia tử và mẫu của phân số cho cùng một ước chung khác 1 và trừ 1 của chúng. Vậy tại sao phải chia cho ước chung khác 1 và trừ 1? Bởi vì nếu chia cho ước chung là 1 và trừ 1, thì chúng ta cũng được một phân số mới bằng phân số đã cho, nhưng không đơn giản hơn. Chúng ta sẽ đi đến chấm hỏi 1 để thực hiện cách rút gọn phân số. Rút gọn các phân số sau: trừ 5 phần 10, B 18 phần trừ 33, C 19 phần 57 và D trừ 36 phần trừ 12. Ở phân số câu A là trừ 5 phần 10, chúng ta nhận thấy 2 là một ước chung của trừ 5 và 10. Vậy thì cách thứ nhất, chúng ta chia tử và mẫu của phân số trừ 5 và 10 cho 5, chúng ta sẽ được phân số trừ 1 phần 2. Cách thứ hai, chúng ta lại thấy trừ 5 cũng là một ước chung của trừ 5 và 10. Vậy chúng ta đem tử và mẫu của phân số trừ 5 và 10 chia cho trừ 5 để được phân số 1 phần trừ 2. Và phân số này có mẫu âm, vậy chúng ta hãy đổi dấu để thành phân số có mẫu dương là trừ 1 phần 2. Vậy thì các em lưu ý, khi rút gọn phân số, chúng ta thường biến đổi kết quả thành một phân số có mẫu dương.
Ở câu B, với phân số 18 phần trừ 33, chúng ta nhận thấy trừ 3 là một ước chung của tử và mẫu. Vậy chúng ta lấy tử và mẫu của phân số 18 phần trừ 33 chia cho trừ 3 để được phân số trừ 6 phần 11. Cách thứ hai, chúng ta không chia mà chúng ta nhận thấy 18 phần trừ 33 là một phân số có mẫu âm. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ biến đổi thành phân số có mẫu dương trước là trừ 18 phần 33. Sau đó chúng ta lấy tử và mẫu của phân số này chia cho ước chung là 3 của chúng để được phân số trừ 6 phần 11. Ở câu C, chúng ta thấy phân số 19 phần 57 có ước chung là 19. Vậy chúng ta đem tử và mẫu của phân số này chia cho 19, chúng ta sẽ có được phân số 1 phần 3. Ở câu D, trừ 36 phần trừ 12, chúng ta nhận thấy trừ 2 là một ước chung của trừ 36 và trừ 12. Vậy chúng ta đem tử và mẫu của phân số này chia cho trừ 2 để được phân số 18 phần 6 và rút gọn bằng 3. Cách 2, chúng ta cũng thấy rằng trừ 12 cũng là một ước chung của trừ 36 và trừ 12. Vậy thay vì chia cho trừ 2 như cách 1, chúng ta chia cho trừ 12 ở cách 2 để chúng ta có được phân số 3 phần 1 và rút gọn bằng 3. Ở cách 3, chúng ta thấy rằng phân số này là một phân số có mẫu âm. Vậy chúng ta sẽ biến đổi thành phân số có mẫu dương là 36 phần 12. Sau đó chúng ta chia tử và mẫu của phân số này cho ước chung 12 để có được phân số 3 phần 1 và rút gọn bằng 3. Vậy các em thấy rằng để rút gọn một phân số, chúng ta có rất nhiều cách làm. Vậy quan sát các kết quả ở câu A, B và C của chấm hỏi 1, chúng ta thấy rằng 3 phân số trừ 1 phần 2, trừ 6 phần 11 và 1 phần 3 không thể rút gọn được nữa. Vậy những phân số không thể rút gọn được nữa được gọi là phân số tối giản. Chúng ta sẽ qua phần 2. Thế nào là phân số tối giản? Người ta định nghĩa phân số tối giản hay là những phân số không thể rút gọn được nữa là phân số mà tử và mẫu của nó chỉ có ước chung là 1 và trừ 1. Ví dụ, các phân số vừa nêu lúc nãy như trừ 1 phần 2, trừ 6 phần 11, 1 phần 3 là các phân số tối giản. Chúng ta sẽ đi chấm làm chấm hỏi 2, tìm các phân số tối giản trong các phân số sau. Phân số thứ nhất 3 phần 6, phân số thứ hai trừ 1 phần 4, phân số thứ ba trừ 4 phần 12, phân số thứ tư 9 phần 16, phân số thứ năm 14 phần 63. Vậy thì thầy nhắc lại, để kiểm tra xem phân số có phải là tối giản hay không, thì chúng ta sẽ đi nhẩm xem ước chung của tử và mẫu có phải chỉ là 1 và trừ 1 hay không. Sau quá trình nhẩm, thì chúng ta thấy chúng ta có được hai phân số tối giản trong 5 phân số của đề bài cho, đó là trừ 1 phần 4 và 9 phần 16. Quan sát lại đề bài, bởi vì sao? Ta thấy phân số 3 phần 6 còn có thể rút gọn được cho 3. Phân số trừ 4 phần 12 còn có thể rút gọn được cho 2 hoặc 4. Và phân số 14 phần 63 còn có thể rút gọn được cho 7. Vậy quan sát lại chấm hỏi 1, ví dụ 1. Ở cách 1 của ví dụ 1, ta đã chia tử và mẫu của phân số 28 phần 42 cho ước chung 2 để có được phân số 18, 14 phần 21. Sau đó chúng ta lại chia tử và mẫu của phân số 14 phần 21 cho ước chung 7 để có được phân số 2 phần 3 là phân số tối giản. Ở cách 2, chúng ta chia tử và mẫu của phân số 28 phần 42 cho ước 14 để có được phân số 2 phần 3 cũng là phân số tối giản. Vậy các em quan sát, chúng ta thấy rằng ở cách 1 chúng ta làm 2 bước, ở cách 2 chúng ta làm 1 bước. Vậy 14 là gì của 28 và 42 để khi chia nó chúng ta lại được ngay phân số tối giản? Chúng ta nhận thấy rằng 14 chính là ước chung lớn nhất của 28 và 42. Vậy chúng ta có một nhận xét, đó là nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho ước chung lớn nhất của chúng thì ta sẽ được một phân số tối giản. Nhận xét: ta chỉ cần chia tử và mẫu của phân số
cho ước chung lớn nhất của chúng thì sẽ được một phân số tối giản. Và một lưu ý nữa, đó là khi rút gọn một phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản. Vậy từ nay về sau, nếu đề bài chỉ nói rút gọn phân số thì chúng ta tự biết rút gọn đến tối giản. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua phần luyện tập để củng cố những kiến thức vừa học. Thầy nhắc lại hai kiến thức mà chúng ta vừa học trong bài học ngày hôm nay. Kiến thức thứ nhất là tính chất cơ bản của phân số. Nếu chúng ta nhân cả tử và mẫu của phân số cho cùng một số nguyên khác không thì chúng ta sẽ được một phân số mới bằng phân số đã cho. Hoặc nếu chúng ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho ước chung của chúng thì chúng ta cũng được một phân số bằng phân số đã cho. Và kiến thức thứ hai đó là rút gọn phân số. Để rút gọn một phân số thì chúng ta chia cả tử và mẫu của phân số đã cho một ước chung của chúng. Và nếu chúng ta muốn có phân số tối giản thì chúng ta chia cả tử và mẫu của phân số đã cho với ước chung lớn nhất của chúng để được một phân số tối giản. Chúng ta sẽ đến với bài 1 là bài 15 trang 15 sách giáo khoa. Rút gọn các phân số sau: A. 22/55, B. -63/81, C. 20/-140 và D là -25/75. Đối với câu A, chúng ta thấy 11 là ước chung lớn nhất của 22 và 55. Vậy chúng ta lấy tử và mẫu của phân số này chia cho 11 để được phân số 2/5 là phân số tối giản. Ở câu B, chúng ta thấy 9 là ước chung lớn nhất của 63 và 81. Vậy chúng ta đem tử và mẫu của phân số -63/81 chia cho 9 để được phân số -7/9 là một phân số tối giản. Và ở câu C, chúng ta có nhiều cách làm. Cách làm thứ nhất, chúng ta có thể lấy tử và mẫu của phân số 20/-40 chia cho ước chung -20 để được phân số -1/7 là một phân số tối giản và có mẫu số là mẫu dương. Cách thứ hai, chúng ta biến đổi phân số đã cho thành phân số có mẫu dương trước, 20/-140 biến đổi thành phân số -20/140. Sau đó chúng ta lấy tử và mẫu của phân số này chia cho ước chung là 20 để được phân số -1/7 là phân số tối giản. Và tương tự như vậy đối với câu D, cách thứ nhất, chúng ta có thể chia tử và mẫu của phân số -25/-75 cho ước chung -25 để được phân số 1/3 là phân số tối giản. Hoặc cách thứ hai là chúng ta biến đổi phân số -25/75 thành phân số có mẫu dương là 25/75, sau đó chia tử và mẫu của phân số này cho ước chung 25 để được phân số 1/3 cũng là phân số tối giản. Tiếp theo chúng ta đi đến bài số 2, trang 17, bài 17 trang 15 sách giáo khoa. Rút gọn các phân số sau: A. 3/5/8/24, B. 2/14/7/8, C. 3/7/11/22/9, D. 8/5-8/2/16 và E. 11/4-11/2-13. Chúng ta sẽ đến với câu A như sau. Câu A, cách thứ nhất, chúng ta có thể thực hiện phép nhân ở tử và mẫu để biến đổi phân số của đề bài cho bằng phân số 15/192. Sau đó, lấy tử và mẫu của phân số này chia cho 3 để được phân số 5/64. Cách 2, chúng ta có thể tách hạng tử để biến đổi sao cho tử và mẫu có những thừa số chung. Ví dụ, chúng ta thấy số 24, chúng ta sẽ tách thành 3/8 để xuất hiện số 3 giống như trên tử. Và sau khi tách ra, chúng ta sẽ đơn giản số 3, vậy kết quả cũng còn lại 5/64. Cách 1 không sai, tuy nhiên chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu như tích này cho là những số quá lớn. Và thầy vẫn khuyến khích các em làm theo cách 2 để chúng ta rèn luyện tư duy. Ở câu B, tương tự như vậy, chúng ta sẽ tách số 14 thành 7/2 để xuất hiện số 7 giống ở dưới mẫu. Và chúng ta
Biến đổi 8 là 2 nhân 2 nhân 2 để xuất hiện số 2 giống trên tử. Và sau khi tách ra tách số, chúng ta sẽ đơn giản được 2 số 2 và 1 số 7. Vậy kết quả của câu này là bằng 1 phần 2. Tương tự như vậy ở câu C, chúng ta sẽ tách 22 là bằng 2 nhân 11 để xuất hiện số 11 giống như trên tử. Và chúng ta tách 9 là 3 nhân 3 để xuất hiện số 3 giống như trên tử. Và sau khi tách số, chúng ta thấy chúng ta đơn giản được 3 và 11. Vậy đáp số của câu này còn lại là 7 phần 6. Chúng ta đến với câu D. Ở câu D có một bạn đã giải như sau. Bạn tính tích 8 x 5 40 và 8 x 2 là 16. Sau đó bạn đơn giản 16 ở tử và mẫu để còn kết quả 40. Thì theo các em, bài giải này có chính xác chưa? Thì thầy xin khẳng định bài giải này là một lời giải sai. Bởi vì sao nào? Bởi vì ở kiến thức cũ chúng ta đã học, chúng ta chỉ đơn giản tử và mẫu khi nào nó là phép nhân. Hay nói cách khác, chúng ta chỉ đơn giản được tích trên tử và dưới mẫu mà thôi. Còn đối với những phép toán khác như cộng, trừ thì chúng ta không thể đơn giản tử và mẫu. Vậy bài giải này đã sai vì các em chưa biến đổi về dạng tích mà các em đã đơn giản rồi. Vậy thì đối với những dạng này, đầu tiên chúng ta phải biến đổi về dạng tích bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng. Chúng ta đặt 8 ra, trong mặt chúng ta còn lại là 5 trừ 2. Và sau đó chúng ta thu gọn lại là 8 x 3. Và dưới mẫu chúng ta tách 16 là 8 x 2 để xuất hiện số 8 giống như trên tử. Và sau đó chúng ta đơn giản số 8. Vậy kết quả của câu này còn lại là 3 phần 2. Tương tự như vậy với câu E. Đầu tiên chúng ta cũng phải biến đổi về dạng tích. Mà muốn biến đổi về dạng tích thì chúng ta phải biến đổi trước tiên là 11 thì bằng 11 x 1 để xuất hiện hai tích có thừa số giống nhau. Và chúng ta đặt 11 ra làm cái chung và trong ngoặc còn trừ 4, 4 trừ 1. Tiếp theo chúng ta thu gọn và tách ở mẫu ra là trừ 11, chúng ta tách là trừ 1 x 11 để xuất hiện số 11 giống như trên tử. Và chúng ta đơn giản số 11 đi, vậy kết quả của câu này còn lại là trừ 3. Bài 3, điền số thích hợp vào ô trống. Để làm bài tập này, chúng ta phải nhớ được mối liên hệ giữa các đại lượng. Câu A, 45 phút thì bằng bao nhiêu phần của giờ? Vậy chúng ta đã biết được rằng 1 giờ thì bằng 60 phút. Vậy 45 phút thì sẽ bằng 45 phần 60 của giờ. Và chúng ta rút gọn còn lại 3 phần 4 của giờ. Vậy 45 phút bằng 3 phần 4 giờ. Câu B, 250 gram thì bằng bao nhiêu ký? Chúng ta đã biết 1 ký là bằng 1.000 gram. Vậy 250 gram thì bằng 250 phần 1.000 kg. Và rút gọn thì bằng 1 phần 4 kg. Ở câu D, 20 decimet vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Chúng ta đã biết 1 mét vuông thì bằng 100 decimet vuông. Vậy 20 decimet vuông sẽ bằng 20 phần 100 mét vuông. Và chúng ta rút gọn chúng ta được 1 phần 5 mét vuông. Vậy với những kiến thức thầy vừa truyền tải đến các em hãy về nhà xem lại bài giảng và các ví dụ, cùng làm một số bài tập về nhà như sau. Bài 11, 12, 13, 14, trang 11, 12 sách giáo khoa. Bài 16, 18, 19, 20, 21, 22, trang 14, 15 sách giáo khoa. Tiết học đến đây là kết thúc. Chúc các em làm bài thật tốt. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.